Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của MCNi Bây giờ là tập 40 của Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Ước hẹn Hàn Viễn Sơn Thành Viễn Tự, Hàn Viễn Sơn Dưới phò tượng niêm ngọc quan âm tươi cười thản nhiên, Dương Phạm không nghĩ tới lại gặp Vân Thiên Tử rơi tình huống như vậy. Còn may lúc này là sáng sớm, người trong thành viễn tự rất thừa thớt, không gây nên chấn độc. Cách biệt một năm, nàng vẫn điềm tĩnh như trước, xinh đẹp như trước. Mặt mang một tấm lụa che, che mặt ngọc từ đôi mắt trở xuống. Da thịt như tuyết, lộ ra hào quang mê người. Tóc đen vất phới tuyệt trần. Có một bộ váy dài màu lục nhạt, làm nền hình như giống như tinh linh trong gió. Đôi mắt sáng này, điềm tĩnh như băng, trong suốt giống như nước hồ thu, phảng phất ẩn chứa vô hạn lực ý và sinh cơ. Trên thực tế, Dương Phạm chỉ cần nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lực ý sinh mệnh này là có thể nhận ra thân phận của nàng. Dương Công Tử, Vũ Tịch đã tới muộn. Nàng lại cười xin lỗi, cho dù là thanh âm xin lỗi thì vẫn dịu dàng giống như nước suối, giọng nói thành thót như âm thanh của trời. Dương Công Tử, tâm thần của Dương Vũ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dương Phạm lại đứng yên tại chỗ bình tĩnh và tự nhiên, dương công tử nhưng rốt cuộc là dương công tử nào rất công khéo ở trong đại điện này lại có hai vị dương công tử vân vũ tịch đi vào trong đại điện vừa lúc nhìn đến tượng phật phật niêm ngọc quan âm thản nhiên lại cười cúi đầu thi lễ nghe danh niêm ngọc quan âm đã lâu người thu tiên kính thần phật nhưng mà không tin thần phật trong đại điện chùa trên này khi mà nhìn thấy niêm ngọc quan âm đại từ đại bi vân vũ tịch đã cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng liền cúi người thi lễ động tác tào nhá tự nhiên làm cho người ta có một loại chấn động và hưởng thụ về thị giác dương vũ mặt mày kích động lại nhìn vị nữ thần hoàn mỹ trong lòng ngay cả hô hấp đều ngừng ở trong giây lát ngắn ngủn dáng vẻ cao ngạo ở trên người cũng không còn tồn tại trong mắt hắn hào quang nóng rực gần như có thể khiến cho người ta tan chảy có thể thấy được thâm tình của người này dương phạm bình tĩnh hơn hắn rất nhiều nhưng mà tim đập dồn dập cùng với thần thái trong mắt cũng không cách nào che giấu được tâm tình Dương Vũ lại hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tôn Tú hiện ra một ý cười, ấm áp cử chỉ nhẹ nhàng và tào nhã, thong dong đi tới. Vân Thiên Tử, không nghĩ tới, nàng là cũng tới thành viên tự này. Là ngươi, Dương Công Tử. Vân Vũ Tịch lại hơi lộ một chút bất ngờ, cũng là không thất lễ, lại nở nụ cười, nhưng mà đôi mắt sáng lên nhìn về phía Dương phàm Có lẽ là cố kỵ cái gì, cũng lập tức chào hỏi hắn. <laughs> không nghĩ tới, Vân Tiên Tử lại tới thành viên tự này nếu đã như vậy rồi không ngại để cho ta hướng dẫn du lịch cho nàng đại bộ phận danh thắng cổ tích nơi kinh đô ta đều đã nghe mà thuộc rồi dương vũ lại cười cười vẻ mặt ân cần vẻ nóng rực ở trong mắt có một chút thu bớt ngày hôm nay vũ tịch có chuyện tạm thời không có thời gian thưởng thức non sông kinh đô Vân vũ tịch có một chút khó xử mặt đẹp hơi nghiêng lại liếc mắt nhìn dương phàm ở trong góc một cái động tác rất kín đáo dương phàm cùng với nàng tâm có thông linh làm sao mà còn không biết vân vũ tịch ám chỉ trong lòng rất vui mừng đồng thời lại hết sức cảm động vân vũ tịch nghĩ rằng mình vẫn còn là một tu sĩ luyện khí kỳ lại lo lắng cho an toàn của hắn cho nên không có quang mình chính đại tiếp xúc với dương phàm mới chỉ dùng ánh mắt để ám chỉ không sao không sao dương vũ bị cự tuyệt ở trong lòng có một chút thất vọng mặt ngoài lại tỏ ra vẻ hào phóng nếu như vân tiên tử muốn trợ giúp gì có thể nói với ta mà lúc này dương phàm đã đi tới trên mặt lộ ra vài phần vui sướng phát ra tự nội tâm lại chăm chú nhìn người con người yên lặng như nước vân của vân vũ tịch hít sâu một hơi nói vũ tịch cô nương cách biệt một năm giống như ngàn năm ước hẹn hàn viễn sơn hôm nay khổ sở đã chờ ba trăm ngày đêm vân vũ tịch ngay như vậy trong con người yên tĩnh như nước cũng lấy lên một tia ngượng ngùng rung động lòng người đối mắt lại nhìn với dương phàm một cái lại cười xinh đẹp rồi quay người mà đi vừa thấy vân tiền tử đột nhiên rời đi dương vũ lại ngẩn ra vẻ mặt tức giận nhìn dương phàm người đúng là một kẻ vô trí không biết lễ phép đường đột gia nhân khiến cho vân vũ tịch đã rời đi rồi dương phàm lộ ra vẻ chào vúng lướt hắn một cái không nói gì lập tức đuổi theo tìm tung tích của vân tiên tử thông qua giao lưu bằng mắt vừa rồi dương phàm có thể cảm nhận được tâm ý của vân vũ tịch không một chút nào biến đổi so với năm trước thậm chí lại càng rõ ràng điều này khiến cho hắn thực sự cao hứng không thèm để ý tới dương vũ nhìn thấy dương phàm cũng đuổi theo hướng vân tiên tử dương vũ giận dữ người đứng lại đó cho ta đi thêm vài bước ta sẽ hủy đi y quán của ngươi dương phạm lạnh lùng cười không thèm để ý lại đưa mắt ra hiệu cho hồ phi <laughs> tiểu tớ lại đây cùng với đại gia chơi vài chiêu. hồ phi lại vù một tiếng nhảy tới không nói hai lời một quyền ẩn chứa lực lượng cường đại chính diện ập tới dương vũ lại cảm giác được sau lưng phát lạnh nguy cơ truyền tới từ trong lòng trượt lạnh thân hình lại vội vàng lóe lên trong tay trào ra một dòng nước lạnh màu lam giao kết cùng với hồ phi hàn khí đánh tới khiến cho tay của hồ phi cứng đờ chợt có một cỗ lực lượng dã man đánh bay dương vũ ra xa thân thể của hắn lún vào trong tường khói miệng tràn ra một vòi máu toàn bộ đại điện khẽ rung chuyển trên tượng phật niêm ngọc quan âm cũng đã xuất hiện một vài vết nứt lực lượng quả như là biến thái cánh tay của dương vũ phát đau mặt lại lộ ra một chút kiêng kỵ <laughs> rõ ràng hồ phi từng bước một đi tới phía hắn bộ rằng không có một chút nào ý tốt Nơi này là đất lành cửa Phật, có Phật tu bậc cao tọa chấn. Người lại còn dám động thủ. Dương Vũ vẻ mặt hùng dữ. Vừa rồi giao thủ trong chớp mắt, Hồ Phi chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã khiến cho hắn bị thương nhẹ. Tuy rằng điều này cũng là có liên quan tới việc Dương Vũ chống đỡ trong lúc vội vàng, nhưng mà thực lực của Hồ Phi đã ổn định, ép hắn một bậc thực sự là không hề nào chối cái được. Đất lành cửa Phật. Hồ Phi lại đầy mặt khinh bỉ, Lão tử đã sớm nhìn cái đám hòa thượng chọc đầu khó chịu rồi Nếu như bọn họ dám tới giúp ngươi Lão tử sẽ dạy dỗ một thế Thân hình hồ phi giống như linh hầu Chớp mắt lao tới dương vũ lội ra vẻ buồn bực Tay bấm pháp quyết Một mảnh xương băng trợt hình thành trước người Hóa thành băng xà màu lam xoay tròn Mang theo băng hàn thấu xương Đánh về phía hồ phi Trên tay của hồ phi ngừng tức kết ra một tầng tử quang nhàn nhạt, nhạt Một đoàn hùng huyên lôi hỏa bắn ra Giao kết cùng một chỗ đối với băng xà vừa giao kích hồng huyết lôi hỏa của hồ phi liền chiếm ưu thế cả nốt băng xà kia từng chút một lôi hỏa dương vũ đầy mặt kinh ngạc sắc mặt đột nhiên chậm xuống trong tay của hắn lấy ra một cái túi màu xanh liều mạng rót phép lực vào bên trong túi màu xanh này đột nhiên lại bành trướng vài lần sau đó phóng ra một cơn gió lốc màu xanh cuồng bạo lập tức bao trùm phạm vi vài chục trượng dư ba dao động gần đó vài trăm trượng thành thế mình mồng cuồn cuộn trong lúc nhất thời bụi mù bốc lên tứ phía lá khô bay đầy trời khó có thể nhìn thấy điều gì người chạy đi đâu trong gió lốc hỗn loạn đó truyền đến tiếng giống tàu của hồ phi đuổi theo bóng người màu trắng nguyên lai dương vũ là không có quá nhiều phần thắng nhưng trong lòng lại không thể nào bỏ được vân tiên tử liền sử dụng linh khí chạy giữ mạng nhân cơ hội chạy trốn nhưng đáng tiếc hắn là cũng quá coi thường hồ phi người này nhìn như là lỗ máng nhưng mà kỳ thực có tiên phú chiến đấu rất lớn lập tức nhắm chuẩn hắn đuổi theo không bỏ cuồng đồ lớn mật dám gây sự ở thánh địa phật môn đúng lúc này từ xa có hai tăng nhân cầm gậy gỗ chạy tới trợn mắt nhìn hai người nhanh lên đi bắt hai cái tên cuồng đồ này trong lúc nhất thời bầu không khí an tường của thành viễn tự đã bị đánh vỡ ở một bên khác dương phạm đuổi theo vài dặm ở một nơi bí ẩn mất dấu của vân vũ tịch ô dương phạm nhảy về phía trước vài chục trượng triển khai ra thần thức nhưng mà không thấy bóng dáng của giai nhân thấy như vậy hắn lại thu hồi thần thức tiến vào bên trong toàn chi mô thức lại cảm quan bao phủ phạm vi hai dặm rất nhanh khóe miệng của hắn khẽ nhấc lên đi về hướng phía trước vài trường, đứng dưới một gốc cây xanh ngắt lại cười dài vũ tử cô nương hãy mau ra đây đi trên cây truyền tới một tiếng cười nhẹ giống như gió của vân tiên tử mùi thơm ngào ngạt ẩn chứa hơi thở hoa cỏ cũng đã chuyển tới khiến cho tâm thần của dương phàm rung động dương phàm ngẩng đầu phát hiện ra vân tiên tử đứng người trên đại thụ đang che miệng cười khẽ vậy không bằng cũng tự hết lên đây đi vân vũ tịch hướng nhẹ hắn vung tay lên Từ thái động lòng người vô cùng khiến cho dương phạm tâm ý viên mãn được thôi dương phạm nhẹ nhàng bay lên trên cây đứng cùng với vân vũ tịch trên một cành cây hai người đưa mắt nhìn nhau dương phạm hai mắt sáng quắc vân vũ tịch thì bên tai hơi đỏ lại khẽ cúi đầu lần này gặp mặt dương phạm đã cảm giác vân vũ tịch càng thân thiết động lòng người giống như là một tinh linh trong rừng rậm nguyên thủy một năm không gặp vũ tịch cô nương vẫn khỏe mạnh chứ dương Vọng thu hồi ánh mắt tạm thời nhìn ra phương xa làm nhẹ bầu không khí trước mắt khiến cho tim của hắn đập ra tốc vũ tịch vẫn rất khỏe ở dược tinh gốc học tập và tu luyện hái thuốc trồng hoa bình thản và thành tính nhưng mà thường xuyên lại cứ nhớ tới công tử hôm nay gặp gỡ tuy là có chút chắc trở nhưng mà vũ tịch lại hết sức vui mà ngược lại công tử một năm không thấy quả nhiên biến hóa không nhỏ Vân Vũ Tịch ngước lên đôi mắt sáng, nhìn chăm chú nam tử trước mắt, trong mắt có vài tia vui mừng. Dương Phạm lại khẽ thở dài. Một năm qua, ta cũng đã trải qua vô số khó khăn, tuy nhiên tu vi tiến bộ thần tốc. Hiện tại cũng là không cần sợ hãi cái hạng người tầm thường đó. Rất lời, hắn lại hơi phóng ra một chút khí tức. Chúc cơ kỳ. Vân Vũ Tịch lại kinh dị, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị giống như mặt hồ yên ả nổi lên từng gợn sóng. Đúng vậy, nhưng chưa được bao lâu. Dương Phạm lộ ra vẻ tự hào. Công tử thực sự là làm cho người ta ngạc nhiên và vui mừng đó. Mới một năm mà không thấy mặt, đã có được thành tựu như vậy rồi. Vân Vũ thực phát ra vẻ vui mừng từ trong nội tâm. Hai người nói chuyện vui vẻ, ngẫu nhìn có vài tim mới mẻ khi cho tim đập mạnh. Không khí dường như đã vang lên một khúc nhạc của trời. Chỉ chốc lát sau, hai người đơn giản ngồi trên cành cây trò chuyện. Từ cuộc sống trải qua đến nay, sau đó học vấn cùng với y đạo. Đối với y thuật, Vân Vũ Tịch đột nhiên lại đề cập đến tiền hồng y quán của kinh đô, lại tò mò. Vũ Tịch nghe nói, đệ nhất thần y kinh đô cũng là họ Dương, từng thi triển ra thần thuật khởi tử hồi sinh. Dương khang Dương Phạm nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tiền hồng y quán là do ta mở. Vậy chẳng lẽ người lại chính là vị dược sư truyền kỳ đó? Vân Vũ Tịch lại kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, ngày đó ta nghe dược sư ở trong y quán còn nói qua, khi đó đã đoán là cô đã tới nhưng mà đáng tiếc ngày đó ta đang bế quan cho nên bỏ lỡ cơ hội dương phạm lại nhẹ thở dài nhưng hiện tại không phải chúng ta đã gặp mặt lại sao đôi mắt sáng của vân vũ tịch khẽ chớp lại ngọt ngào sớm biết tên hậu y quá là của công tử thì ta lên trực tiếp tới tìm luôn dương phạm lại trầm ngâm một lát cố gắng lấy dũng khí đưa ra một yêu cầu nếu như vũ tịch cô nương tới kinh đô rồi vậy thì không bằng để cho ta tiếp cô nương cùng nhau du ngoạn một phen vừa rồi ở trước tượng phật nghiêm ngọc quan âm dương vũ đã từng có đề nghị như vậy nhưng mà lại bị vân vũ tịch từ chối lúc mới đưa ra yêu cầu này ở trong lòng của dương phàm có một chút lo lắng hắn cũng lo lắng bị từ chối cũng được vân vũ tịch thấp giọng nói đôi mắt sáng yên tĩnh giống như nước đúng lúc bắt gặp vào ánh mắt trờ mong của dương phàm lúc này hai người cũng không tránh né lại nhìn nhau cười đúng lúc đó bên dưới chuyển tới một loạt những tiếng đánh nhau cuồng phong gào thét linh khí tản ra tứ phía kinh động lòng người. Thánh địa phần môn, chớ có gây sự. Hai tên hậu bối kia, mau chấm rời đi. Đồng thời, một đạo Phật quang trên trời giáng xuống, uy áp kinh thế hái tục phủ xuống nơi này. Hết trường. Quyết chiến đã tới. Sắc mặt của rừng phàm đại biến, mức độ mạnh mẽ của cố uy áp này gần như khiến cho hắn không thể nào sinh ra ý niệm phản phất ở trong đầu. Phật quang đường kính nửa chừng nửa thước từ trên dáng xuống đánh trúng vào mặt đất lập tức tạo thành một quang mang ba màu thổi quét lên phía cây cỏ điền cuồng lắc lừa, vài cây còn là muốn nhổ dãy mà bay mất cẩn thận Dương phàm hô nhỏ một tiếng rồi vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vân vũ tịch hai người ổn định ở trong gió lốc đợi sau khi dư ba đã ngừng lại khuôn mặt của vân vũ tịch không khỏi đỏ ửng lại thấp giọng tay của công tử nắm chặt quá dương vào lại tỉnh ngộ vội vàng buông tay ngượng ngùng nói À, vừa rồi nhất thời nóng vội vũ tịch cô nương chối trách vậy không biết là có thương thế đến cô nương hay không vân vũ tịch khẽ đưa bàn tay trắng như tuyết ở bên trên không ngờ đã bị bóp thành một cái vệt màu xanh nhìn đến ghê người thấy như vậy trong lòng của dương phàm lại hơi đau nhói tự nhiên lại tự trách mình thôi để ta trị liệu cho cô nương ừ vân vũ tịch có một chút không biết tại sao lại đang phải gật đầu để cho dương phàm nâng lên bàn tay ngọc ngà mềm mại nhỏ nhắn của mình hoàn toàn đã quên mất mình cũng là một dược sư y thuật siêu phàm dược phàm nhẹ nhàng chạm vào bàn tay tuyết trắng mềm mại trơn nhắn đột nhiên lại có một cố cảm giác giống như điện giật truyền vào trong lòng của hai người trong khoảnh khắc đó ngay cả vân vũ tịch điềm tĩnh bình thản ở trong mắt cũng toát ra vài phần mê man dương phàm chỉ cảm thấy mềm mại không xương mắt lạnh thấm lòng của con người còn có một loại hồi hộp và khát thường trong lúc nhất thời tâm ý viền mãn phía dưới vừa bình tĩnh được một hồi lại bắt đầu chiến đấu dương phàm phân tâm thần triển khai thần thức quan sát phát hiện ra hồ phi đang đuổi theo dương vũ không buông thà công kích không ngừng hùng hãn đến dị thường ngừng mau ngừng cao tăng tới đây nơi này là thánh địa phật gia dương vũ lại tức giận hết đang bị đánh cho chật vật không chịu được vừa đánh vừa lùi <laughs> hôm nay lão tự đúng muốn đánh mặt cái người đánh mặt của người trở thành nở hoa xem người về sau là còn dám ra tay trêu chọc nữ nhân của dương huynh hay không hồ phi lại cười hồ hố cái gì? Người lại dám bồi nhỏ Vân Tiên Tử? Dương Vũ vừa nghe lời này lại không khỏi giận dữ, tay lập tức gia tăng sức mạnh dường như có dấu hiệu muốn đánh ngược trở lại. Ấy, tới tới tới, đánh tốt vào. Hồ Phi trên ý rào rạt hận không được hỏa lực đối phương mạnh thêm một chút. Công tử. Dương Vũ đột nhiên nghe được giọng nói hơi hoang mang và xấu hổ của Vân Vũ tịch. Đường mắt nhìn qua lại phát hiện ra thương thế đã trị được rồi. Hai người ngẩn ở trong gàng tức, có thể cảm nhận được nhịp thở cùng với nhịp tim đập mùi thơm hoa cỏ ngào ngạt thản nhiên khiến cho dương phòng không khỏi có một chút khó tự kiềm chế mắt lại nhìn dáng vẻ người con gái ngượng ngùng động lòng ở trong trước mặt mình vân tên tử thiếu một chút nữa có vẻ xúc động thể non hẹn biển còn may dương phòng hiện tại đã rất bình tĩnh việc này là không thể nào gấp gáp liền chậm rãi buông bàn tay ngọc ra cái loại cảm giác kỳ dị như là mất hồn cũng đã biến mất không còn nữa sau đó trong mắt của hai người là một mảnh trong sáng lại nhìn nhau mỉm cười Vũ tịch Cô Nương, ta đã gặp nhau ba lượt, Trung Quỳ còn là chưa nhìn toàn bộ phương dung. Hôm nay có thể thỏa mãn một chút được không? Dương Phạm lại cười ha ha nói. Là Vũ Tịch thất lễ, chỉ là nghe theo sư tôn dặn bảo, thường ngày phải đeo mạng che, cho nên đã quên mất rồi. Vân Vũ Tịch lại cười nói, đưa bàn tay chuẩn bị gỡ khăn che mặt. Giờ phút này, hai người cô hồ không quảng cách, nói cười tự nhiên, rất giống như là một đôi chi kỷ. Dương Phạm lại về mặt chờ mong nhìn chăm chú vào Vân Vũ Tịch muốn chân chính nhìn rõ vẻ mặt của người đẹp bốn nghìn cây đại thụ nơi hai người đang run lên rồi lại trượt răng rắc một tiếng ầm ầm đổ xuống cẩn thận dương phạm lại kéo vân vũ tịch khẽ nhảy sau đó lăng không bước vào trong vài bước trên hư không phiêu nhiên rơi xuống đất cảm ơn vân vũ tịch lại cười nhẹ đứng sóng vai cùng với dương phạm giống như là một đôi thần tiên quyến lữ vân tiên tử hai người đang chiến đấu bên dưới cây đều ngẩn ra dương vũ lại kinh hồn một tiếng các người như thế nào lại cùng một chỗ dương vũ có một chút nghĩ không ra lại nhìn bộ dạng của dương phàm cùng với vân vũ tịch dường như rất thân cận ở trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi ghen tị và sát ý vân vũ tịch vừa chuẩn bị nói chuyện lại bị dương phàm ngăn cản hắn cười dài nói ta cùng với vũ tịch cô nương đang ở trên cây để xem cuộc chiến của các người vũ tịch cô nương dương vũ lại cảm giác quan hệ giữa hai người này thân thiết đến dị thường ở trong lòng phát lạnh lại nhìn chằm chằm vào hai người hít sâu một hơi cố gắng kìm nén oán giận cũng là không cam lòng ở trong lòng hắn cố nửa nụ cười rồi nói vân tiên tử cùng với dương dược sư là quen biết từ trước ta cùng với công tử biết nhau từ một năm trước vũ tịch lần này tới kinh đô chính là ước định của một năm trước giọng nói dịu dàng của vân vũ tịch trong lúc nói là còn liếc nhìn sương phàm thản nhiên mà vui mừng sau đó khi dương vũ nghe xong trái tim cả lạnh hắn không nghĩ rằng bọn họ đã nhưng điều này sao có thể được dương vũ trong lòng không cam đồng thời cũng là nghĩ ra không rõ vân tiền tử thanh nhã xuất trần người nối nghiệp đời sau của dược Tiên cốc như thế nào lại thích một tên tiểu tử luyện khí kỳ hơn nữa một năm trước dương phàm vừa mới tấn công tán công còn là một phế nhân nếu như bại bởi vì ba ngôi sau sáng của ngư dường quốc có lẽ hắn là còn bình yên một chút vì dù sao cũng là không bằng bọn họ nhưng mà lại bại bởi vì một người mình vẫn xem thường cái loại nghẹn khuất ở trong lòng không cam oán hận quá thực không thể nào phát tiết Mấy vị thế chủ, bần tăng cảnh cáo một lần cuối cùng, hạn cho các người trong một canh giờ, rồi ngay khỏi thánh địa Phật môn. Trên bầu trời truyền tới một giọng nói già nua có lực. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên bầu trời vài trăm trượng, một lão tăng nhân mặc áo cà sa lơ lửng trên không, trên người mơ hồ tàn mát ra một vầng Phật quang màu xanh xanh, tranh nhau phát sáng cùng mặt trời mọc. Phật môn cao tăng. Dừng vòng chấn động tâm thần, lại nghĩ đến đạo Phật quang kinh thế và uy năng cường đại vừa rồi. Khi tức mà đoán đối phương đã hơn phân nửa bước vào trong hàng ngũ tu sĩ bậc cao. Thiếu chủ kinh đô dương gia, dương vũ gặp qua cao tăng. Dương vũ lại vội vàng cúi đầu thi lễ, về mặt đầy sự cung kính. Ván bối đã quấy dậy thành tính của quý tử, xin cao tăng hãy thứ tội. Ừ, nguyên lai là, là người từ kinh đô dương gia, đã nghe đệ tử huyền chân của ta nói qua rồi, giọng điệu của lão tăng dịu đi một chút bần tăng tịnh nhật nhiều năm trước đã cùng với gia gia của người có duyên gặp mặt một lần vậy nguyên lai là tịnh nhật cao tăng ta đã nghe gia gia từng đề cập tới ngài rồi dương vũ lại khẽ thở dài một hơi mấy tháng trước ván bối đã từng bái kiến huyền chân cao tăng đối với phật môn cũng là có một chút kính ngưỡng nếu như là hậu bối cố nhân việc hôm nay hãy tạm thời bỏ qua cả người có thể ở lại thành viên tự nhưng không được gây sự với nhau nữa tịnh nhật cao tăng phất tay thân hình hóa thành một đạo sáng mờ màu xanh trong nháy mắt xé qua chân trời thần thức đều khó có thể bắt giữ được tốc độ cực kỳ kinh người của hắn quả nhiên tu sĩ bậc cao dư vào lại cũng kinh hãi nếu như là tịnh nhật cao tăng muốn ra tay giết chết mấy người này phỏng chừng đều không cần phí quá nhiều công sức tới đây mau đầu tiểu tử chúng ta lại đánh một hồi đi hồ phi lại cười hắc hắc nhảy tới trước người của dương vũ chuẩn bị ra tay dừng dừng lại Dương Vũ thiếu một chút nữa bị tức đến chết khiếp, lại xua tay, sắc mặt âm trầm nói. Muốn đánh, trước khi rời khỏi đây, bản công tử sẽ phục bồi tới cùng. Hãy là cô không dám tiếp tục đánh ở trong này. Vân tiên tử, tại hạ cáo từ trước. Dương Vũ cố gắng nén oán khí ở trong lòng, lại cười nói lời từ biệt với Vân Vũ Tịch. Không muốn mất mặt trước giai nhân, lại bảo trì phong độ vốn có. Vậy công tử đi thong thả. Vân Vũ Tịch yêu nhã tự nhiên trả lễ. Còn có Dương Dược Sư, Ngươi chưa có quyền ước hẹn ba năm lúc trước tại vấn thiền đại hội của Dương Gia Bảo. Dương Vũ trước khi đi lại lạnh lùng liếc nhìn Dương Phong một cái. Dứt lời, hắn liền ngự kiếm bay đi. Hồ Phi vừa chuẩn bị đuổi theo đã bị Dương Phong cản lại, thấp giọng nói. Giặc cùng chớ đuổi. Kinh đô Dương Gia hơn phần nửa là có tu sĩ trúc cơ kỳ tọa chấn. Còn có lão tổ tu vi đáng sợ hơn nữa. Được rồi, vậy nghe lời ngươi. Hồ Phi hiểu được đạo lý này và cũng không đuổi nữa ánh mắt của hắn xoay chuyển dừng ở trên người của vân vũ tịch mắt lệ chừng lớn vị cô nương này chẳng lẽ là song tu đạo lữ của dương huynh người song tu đạo lữ dương phạm ngẩn ra nhất thời lại cảm thấy xấu hổ thầm hận người này ý nghĩ đơn giản tứ chỉ phát triển nói chuyện lại chẳng suy nghĩ gì cả vân vũ tịch nghe thấy mặt ngọc đỏ bừng gần như lan đến tận mang tai liếc mắt nhìn dương Phàm trong ánh mắt lóe sáng rồi lại tranh né Um, um, Phi, không được vô lễ dược phạm hùng hằng trừng mắt nhìn hắn một cái lại vội vàng giới thiệu vị này chính là vân cô nương cũng là một vị dược sư y thuật của nàng ấy so với ta là còn cao thâm hơn nữa vũ tịch gặp qua hồ công tử vân vũ tịch rất nhanh khôi phục lại bình thường trong mắt hiện ra một tia mơ hồ đánh giá hồ phi vài lần ta chỉ là có cảm giác các người giống với song tu đạo lữ mà thôi hồ phi có một chút không phục vẻ mặt phẫn nộ nói lúc ở vũ trụ sơn trang thấy nhiều rồi dương phạm cùng với vân vũ tịch lại mỉm cười sống vai đi về phía hàn viễn sơn thản nhiên và thân thiết hồ phi lại có một chút buồn bực giống như là một cái đuôi đi theo phía sau của hai người vẫn còn một bộ dạng yên tâm và thoải mái dương công tử công tử không phải là người kinh đô đối với nơi này dường như lại rất quen thuộc vân vũ tịch tò mò có dương phạm dẫn đường hành trình hàn viễn sơn thông suốt dọc trên đường đi cơ bản là không gặp được mấy người <laughs> mấy tháng trước ta đã tới kinh đô Hàn Viễn Sơn này cũng là đã tối vài lần. Dương Phạm lại cười cười. Hắn đương nhiên là không nói qua. Trước đó đã từng tới đây để thăm dò. Địa hình rõ ràng giống như lòng bàn tay. Hai người cùng đi. Nói chuyện lại rất vui vẻ. Dương Phạm lại cảm giác thời gian trôi rất nhanh. Chiếc núi, tiếc núi duy nhất chính là phía sau có một cái bóng đèn. Có nghĩa là kỳ đà cản mũi đó. Lúc mà trời sắp sửa xuống núi, ba người đi xuống Hàn Viễn Sơn. Mắt thấy sắp phải chia tay Vân Vũ Tịch. Sư muội, Tiểu sư muội, dưới núi chuyển tới là một giọng nữ và một chút lo lắng lâm sư tỷ vân vũ tịch cùng với dương phạm liếc mắt nhìn nhau trong mắt có vài tia không muốn xa rời lại rất nhanh dưới núi đi lên một nữ tử áo trắng dùng mạo xinh đẹp trên người là có một cố khí chất cao quý và thản nhiên lại chính là lâm vũ con gái kinh đô của lâm gia dương phạm thản nhiên liếc nhìn lâm vũ hai lần đối với nàng ấy hắn không hề có hảo cảm bảo trì trầm mặc tiểu sư muội cả ngày không thấy bóng của muội khi cho sư tỷ lo lắng gần chết lâm vũ đi tới kéo tay của vân vũ tịch vẻ mặt lo lắng xin mong sư tỷ đã quan tâm vũ tịch đã tự biết cẩn thận rồi vân vũ tịch ngoan ngoãn đáp lại xoay người đưa mắt nhìn dương phàm đôi môi lại khé hé dùng thần thức để truyền âm dương phàm gật đầu về phần nội dung truyền âm cụ thể cũng chỉ là hai người biết được cứ như vậy dương phàm lại nhìn theo vân vũ tịch xuống núi lên xe ngựa tuyệt trần mà đi bỗng nhìn ở bên tai vang đến một tiếng động điếc tai, vang vọng bầu trời ngân quang trượt lóe một con ngân ưng rất lớn vù một tiếng bay qua đỉnh đầu của dương phàm khí thế hùng mãnh là hắn thần sắc của dương phàm ngừng trọng thanh ngâm lại hơi run đó linh thú của vô song hồ phi hùng tự nhìn theo hướng ngân ưng khổng lồ rời đi dương phàm lấy hít sâu một hơi mắt nhìn ra chân trời phía xa ở trên người mơ hồ nổi lên một cỗ chiến ý hắn hiểu được Quyết chiến sắp tới Hết trường Âm mưu Dương phả mắt nhìn theo hướng ngân ưng khổng lồ rồi đi Ở trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người cao ngạo trắng như tuyết Lưng đeo bảo kiếm Vô song Tìm người quyết chiến sao Trên mặt của hồ phi lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc Trong mắt có một tia lo lắng Hắn cùng với vô song đánh vài lần đã hiểu được sự lợi hại của đối phương Dương Phạm Tuy đã tiến vào bên trong trúc cơ kỳ, nhưng muốn chống lại hắn, thực sự có một chút gian nan. Quyết chiến sẽ tới trong vài ngày. Không nghĩ tới, hắn lại không chờ đợi được. Dương Phạm nói nhỏ, ở bên người bóc lên một cố chiến ý. Vừa mới tiến vào bên trong trúc cơ, hắn là cũng muốn nghiệm chứng thực lực chân chính của mình một chút. Kiềm tù tiên hồng quyết, nghịch thiên, cùng với ma công tuyệt thế rốt cuộc là có thể phát huy ra loại uy năng gì, ngay cả chính Dương Phạm để có một chút trở mong. Đêm hôm đó, hai người trở lại tiên hồng y quán, Hồ Phi rất nhanh bắt đầu tu luyện. Một đạo huyết quang mang lóe lên trước mắt, Sư Phạm lộ ra vẻ mặt khác thường, lại nhẹ nhàng vung tay lên bắt được một quả ngọc phù huyết sắc, bên trên tản ra một tia khí tức rất quỷ dị. Hắn rót thần thức vào bên trong, nhận được một số tin tức. Sau giây lát, ở trên mặt của Dương Phạm lộ ra một vẻ mặt cổ quái, bội phục vô cùng đối với tin tức của Ám Huyết Vương Triều. Mình cùng với vô song sắp quyết chiến, không ngờ là cũng không giấu được tổ chức. Lại khẽ thở dài một hơi, Sư Phạm hóa thêm một bóng dáng mơ hồ rời ra khỏi tiên hồng y quán, đêm khuya hắn lên một mình một bóng tiến vào trong thế giới ngầm bên trong ám huyết vương triều xin trình lệnh bài một giọng nói sắc lạnh truyền tới trong tay của dương phạm xuất hiện một lệnh bài huyết sắc xin mời trưởng lão vào giọng nói kia lại lộ ra một tia kinh dị sau đó chuyển qua thái độ cung kính không yên vẻ mặt của dương phạm lạnh nhạt chậm rãi đi vào trong người gặp phải ở trên đường trên người đều có một cỗ sát khí và hùng dữ đều không phải là một hạng tầm thường dương trưởng lão Quân vương đang chờ người. Đúng lúc này, Linh Phượng đi tới, đón hắn vào bên trong một gian thư phòng ánh sáng lờ mờ. Nghe nói, người quyết chiến với vô xong. Trong ánh mắt của ám thiên quân vương lạnh nhạt như lúc ban đầu, không hề có một tia nào tình cảm ngồi ở trên ghế nhìn dương Phạm Đúng vậy, không biết quân vương có chỉ thị gì. Dương Phạm vẻ mặt bình tĩnh, hắn có một chút nghĩ không thông. Đối với thân phận và địa vị của đối phương, tại sao lại hỏi đến việc riêng của mình? người cùng với vô song đều là thành viên ở bên trong tổ chức bản thân quân vương không có hy vọng tình anh ám huyết phương triều bồi dưỡng lại có gì sơ xuất giọng nói đó xuyên qua mặt nạ màu đen có một chút khản khản nhưng mà ngược lại ẩn chứa một ma lực rất khác thường vậy chẳng lẽ quân vương muốn ngăn cản chúng ta quyết chiến dương phàm nói chỉ sợ có một chút khó khăn hơn bởi vì không thể nào thuyết phục độc vô song không đâu bản quân là cũng không phải là muốn ngăn cản các người chiến đấu chỉ là có một điều kiện tiền quyết điều kiện điểm đến là rừng quân vương thần bí mặc trường bào hoa văn màu đen đầu mang mặt nạ chậm rãi đứng dậy vô song nghĩ như thế nào rừng vào mật mày không thay đổi người này bảo trì trầm mặc cao ngạo và dị thường ám huyết vương triều trung quy có một ngày khó có thể giữ được hắn trong mắt của ám thiên quân vương lóe lên một tia sát khí nếu như hắn không nghe theo vậy thì phải làm sao Rừng phàm lại cười nếu như hắn không nghe theo như vậy vào ngày quyết chiến để phệ thiên quân vương hãy giúp người diệt sát người này ám thiên quân vương lại lạnh lùng cười diệt sát vô song dư phòng nghe nói lời đó không khỏi hít sâu vào một ngụm lãnh khí cái này cũng quá tàn độc rồi phệ thiên quân vương là một trong ba vị quân vương của ám huyết vương triều khẳng định là một tu sĩ bậc cao nếu vào thời khắc quyết chiến mấu chốt đột nhiên lại xảy ra đích xác có nắm chắc vào rất lớn diệt sát vô song nhưng mà đương nhiên bản quân vương là sẽ không ép ép người quyền chủ động ở trong tay của người Xa khí trong mắt của thiên ám quân vương dần dần thu liễm lại chờ đợi dương phàm trả lời sau một lúc trầm tư dương phàm rốt cuộc đã cho đáp án trận chiến của ta với vôi xong đã ước định từ mấy tháng trước rồi cho dù là vì thực hiện lời hứa này ta cũng không thể nào toàn lực ứng chiến được ám thiên quân vương dường như lại khẽ nhíu mày đúng sinh tử quyết chiến nếu không hết thầy đều là không có ý nghĩa ám thiên quân vương lại trầm mặc thật lâu Vậy ngươi nắm chắc được bao nhiêu? 50-50 Dương Phạm thản nhiên nói Nếu như không tiếc hết thảy mọi giá Phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều <laughs> Không nghĩ tới ngươi là còn có phần thắng lớn như vậy sao? Bản quân vương thực sự đã đã xem nhẹ ngươi rồi Ám thiên quân vương lại nhẹ nhàng cười Trong mắt khi nhìn về phía Dương Phạm Lại mơ hồ có thêm vài phần quan tâm và chờ mong Dương Phạm rất ngạc nhiên Cảm giác ám thiên quân vương này đối với mình có một chút không hề tầm thường Nếu như vậy người cứ yên tâm mà chiến với hắn một trận nếu như người thực sự có thể ngang tay đối với vô song bản quân vương sẽ tính toán cho người trở thành người nối nghiệp quân vương đời tiếp ám thiên quân vương lại cười tủm tỉm người nối nghiệp quân vương đời tiếp Dương phạm lại ngẩn ra đối với hành vi của vị quân vương thần bí trước mắt lại cảm thấy không thể nào nắm bắt được đào tạ quân chủ đã ưu ái dương phạm lại vội vàng cúi đầu nói lời cảm tạ Ngài nói người cùng với vân tiên tử của dược tiên gốc có một chút liên hệ ám thiên quân vương đột nhiên lại chuyển đề tài đúng như vậy trong lòng của dương phàm có một chút không yên tâm ám thiên quân vương này như thế nào mà lại thích hỏi đến việc riêng của mình như thế mơ hồ ở trong lòng của hắn cũng có một chút không vui người mất hứng sao trong giọng nói của ám thiên quân vương lại ẩn chứa một tia khác lạ dương mố lời thẳng không sợ quân vương vì sao lại yêu ái với ta như vậy dương phàm lại nhìn thẳng vào vị trí quân vương đang thần bí ngồi trước mắt <laughs> Ta là chịu bằng hữu nhờ vả. Giọng điệu ám thiên quân vương lại rất ôn hòa. Bằng hữu nhờ vả. Dương Phạm lại vệ mặt cổ quái. Vậy xin hỏi quân vương, vị bằng hữu kia là... là ai? Và liệu có quan hệ gì với ta? Ám thiên quân vương lại khẽ thốt ra ba chữ. Liễu vô ngân. Liễu vô ngân. Tâm thần của Dương Phạm chấn động, lại vội vàng bắt lấy tay của hắn, run giọng nói. Người... Lại biết đến tin tức của sư tôn ta Liễu Vũ Ngân chính là ân sư, thụ nghiệp của Dương Phạm. Ở Dương Gia Bảo, dốc lòng chiếu cô hắn đến mười mấy năm. Ừ, hắn cũng là thành viên của tổ chức, thân phận cũng là trưởng lão. Một năm trước, đã từng tới kinh đô một lần. Ám thiên quân vương đáp lời. Sư tôn của ta cũng là thành viên của tổ chức. Dương Phạm lại thét kinh không thôi, cũng là không biết hắn, hắn nói là thực hay giả. Quân vương, ta lại có một chuyện muốn nhờ ngài. Dương Phạm lại hơi có một chút rồn rập. Người cứ nói. Giọng điệu của ám thiên quân vương rất bình thản. Ta hy vọng tổ chức có thể phái, phái một chút nhân thủ hỗ trợ tìm kiếm sư tôn cùng với phụ thân sinh tử không rõ của ta. Dương Phạm thật sâu nói. Cho tới này, hắn đối với điều này lại hết sức coi trọng nhưng mà lại không biết truy tìm từ đâu. Tầm có thừa mà lực không đủ. Việc này người, người cứ yên tâm đi. Đây cũng là một chuyện tổ chức rất quan tâm. Ta sẽ phái thêm nhân thủ đi điều tra càng nhiều manh mối hơn nữa. Ám thiên quân vương lại thản nhiên. Ngoài ra, thân nhân ở thế tục của người cũng sẽ được ám huyết vương chiều bảo hộ. Không cần phải phần tâm vướng bận đến từng người phạm tục nữa. Dương Phạm nghe lời này, thần sắc lại hơi đổi. Bảo hộ cho thân nhân nhân của mình, đây không không phải là biến tướng của sự uy hiếp hay không? Dương Phạm trong lòng lại khẽ chấn động, hắn thầm nghĩ. Xem ra trong khoảng thời gian này, ta không thể nào về nhà được một chuyến nữa. Được rồi, hãy đi đi. Buông tay đánh một trận với vô xong, không cần phải cố kỵ gì hết. Ám thiên quân vương vứt tay giải hiệu cho Dương Phàm rời đi. Hắn vừa đi, một góc trong gian phòng xuất hiện một lão già tóc bạc, mặc mặt hồng hào, thân mặc áo vải. Phàm như đi rồi sao? Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Thời gian không được có hai năm, hắn đã tiến vào bên trong trúc cơ kỳ. Xem ra kế hoạch của chúng ta đã đã đi nảy nhanh một chút tốc độ rồi. Lão già này nhìn phương hướng Dương Phàm rời đi, vẻ mặt phức tạp. Nếu như Dương Phàm ở đây, nhất định là sẽ kinh hồn. Lão già này không phải là liễu trưởng lão, sư tôn của hắn hay sao? Trận chiến sinh tử tại Kinh Đô Sáng sớm ngày thứ hai, Hồ Phi từ trong bế quan tỉnh lại, đi tới tầng 4 của y quán, lại không thấy bóng dáng của Dương phàm Sư tôn của ngươi ở đâu? Hồ Phi trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn. Sư tôn, từ lúc trời vừa sáng, đã rời đi mất rồi. Thường Vân đáp. <laughs> Đáng giận thật hồ vi hùng hăng siết chặt nắm tay không ngờ dương phạm lại không báo cáo gì mà lại từ biệt việc này khiến cho hắn thực sự lại giận dữ làm bằng hiếu đồng thời là cận vệ của dương phạm không ngờ dương phạm lại bỏ đi so đấu cùng với vô sòng trước tên gia hỏa này quả thực là không có nghĩa khí vẻ mặt của hồ phi giận như lửa ngửa mặt lên trên trời giết gào vọng ra cả y quán thường vân nhìn thấy tình cảnh như vậy lại không khỏi lộ ra vẻ dị sắc lại thầm nghĩ sư tôn đoán quả nhiên là không sai tiền bối xin bớt giận trước khi sư tôn đời đi đã từng nhắn vay ván bối hãy truyền đạt lại cho ngài một câu vậy hắn nói gì hồ phi lập tức yên tĩnh sư tôn có nói bảo rằng tiền bối ngài hãy bình tĩnh một chút nếu như ngày mai mà người vẫn còn không trở về thì hẹn gặp lại tại vụ liễu trấn vụ liễu trấn hồ phi giật mình nghe giọng điệu này có vẻ dường như dương phàm rất nắm chắc nhưng mà vì cái gì mà lại không đi theo cho mình xem cuộc chiến chẳng lẽ sợ ta nhúng tay hoặc là sợ ảnh hưởng tới hắn quyết chiến sao trong lòng hắn Đan rất lo lắng nhưng bề ngoài thì lại giận dữ đối với việc dương phàm đi không từ biệt lại hận đến ngứa rằng Dừng trúc phỉ thúy một danh phòng thắng cảnh thời kinh đồ giờ phút này ở mảnh đất ưu tính nhất ở trong dừng trúc vũ Thầy cô nương nàng tới từ khi nào dương phàm vẻ mặt kinh ngạc quan sát vân thiên tử đang thản nhiên trầm từ phía trước vốn thời gian ước định là buổi sáng ngày hôm qua dương phạm đã xuất phát trước lại cứ tưởng rằng mình sẽ tới trước không ngờ kết quả là vân vũ tịch là còn tới trước cả mình lần trước ước hẹn tại hàn viễn sơn vũ tịch đã tới muộn vậy cho nên để công tử phải chờ lâu thực sự trong lòng trở nên áy náy hôm nay đến trước hai canh giờ ở đây chờ công tử vân vũ tịch nhẹ nhàng cười thay ngầm dịu dàng mềm mại âm nhô giống như là tiếng suối chảy róc rách dự phòng nghe được lời này rất vui vẻ tâm thần lại có một chút cảm động hai canh giờ trước trời vẫn còn chưa sáng tỏ khi đó sợ rằng là trời vẫn còn tối đen mặc dù tuyệt sách khuynh thành thanh nhã như tiền thân phận siêu phàm nhưng nàng lại không có cao ngạo như là những nữ tử tiên cực phẩm bình thường từ lần đầu tiên gặp gỡ dương phàm đã cảm thấy vân tiên tử này rất bình dị và gần gũi ở trên người tỏa ra một cỗ hơi thở khiến cho người ta phải luôn cảm giác gần gũi như vậy có lẽ đây cũng là bởi vì sự tương phản giữa hai công pháp mà hai người tu luyện mà hình thành tâm linh cầu thông theo lẽ thường mà nói thì nam nữ hẹn ước bình thường đều là con gái thong dòng tới kẻ gọi là khảo nghiệm người con trai nhưng vân vũ tịch này lại tới trước đến hai canh giờ chờ ở đây phẩm chất tâm tính như vậy cũng đủ để cho dương phạm cảm thấy hổ thẹn giờ khác này dương phạm đột nhiên có một loại dục vọng mãnh liệt nhất định là cùng vân vũ tịch kết đẩm làm đạo lữ song tu bất cứ người nào cũng không thể nào ngăn cản được hắn tuy nhiên hắn lại rất nhanh chóng ngăn chặn lại loại xúc động ở trong lòng dương phạm hiểu rằng hiện tại thời cơ không tới đồng thời ở trong lòng của hắn còn có một chút bất an lo lắng vân vũ tịch sẽ cự tuyệt mình do đó khiến cho giữa hai người này sinh ra một chút ngăn cách vân vũ tịch vì sao phải như vậy chỉ cần nàng đến đây đúng giờ là dương mỗ đã cảm ơn và mãn nguyện lắm rồi dương phạm vệ mặt vui mừng vui mừng nói đi đến trước người của nàng nhẹ nhàng nắm tay của nàng vân vũ tịch thoáng rụt lại rồi lại nhu thuận để yên đôi mắt của nàng sáng lên điểm tính liếc nhìn dương Phạm lại có một chút buồn cười nàng lại khẽ cười mùi sợ sư tỷ biết được hành tung của muội cho nên mới tranh thủ tới sớm như vậy dương Phạm nghe vậy lại không khỏi mỉm cười biết được vân vũ tịch chỉ là nói đùa hai người tay nắm tay lại kể vai sánh bước tiến sâu vào bên trong rừng trúc giống như là một đôi tiên đồng ngọc nữ dương công tử huynh không muốn nhìn toàn bộ diện mạo của vũ tịch sao vân vũ tịch lại thản nhiên cười trong đôi mắt lộ ra vẻ hoạt bát và hồn nhiên đúng vậy ta tại sao lại quên được chuyện này chứ mỗi lần gặp nàng đều là mang khăn che mặt ngược lại đâm ra đã thành quen rồi dương phạm mừng rỡ về mặt trời mong nhìn ra nhân trước mặt vậy lần này mùi xin thỏa mãn thiên cầu của công tử chỉ sợ vũ tịch sợ công tử sẽ che xấu vân vũ tịch tự hồ có một chút lo lắng xấu sao có thể xấu được Dương Phong không thể nào không mỉm cười. Vân Vũ Tịch hoàn toàn là một nữ tử thuần phác và hồn nhiên. Bất kể dung mạo ra sao, nước dạ lộng lấy hay là khí chất đều đạt tới mức hoàn mỹ như vậy. Công tử thực sự sẽ không bởi vì dung mạo của Vũ Tịch mà thất vọng chứ. Vân Vũ Tịch vẫn còn lo lắng, khẽ vươn ra cánh tay, hy vọng hắn lại thừa nhận. Dương Phong vừa định tiến đến một bước thì đột nhiên một cơn cuồng phong thổi qua lên trên rừng trúc. Một con phi ưng khổng lồ màu bạc bay qua không trung, kinh phong mãnh liệt, hai người lại vội vàng ngẩng đầu ngắm nhìn chúng trên không trung chỉ thấy trên con phi ưng khổng lồ màu bạc này có một người bạch y cao ngạo đang đứng thẳng lưng đeo bảo kiếm chiến một thanh âm kim khí vang lên uy thế vô hình dùng kiếm khí sắc bén giống như là từ trên giá lầm xuống thiên địa hùng hằng vài chạm chính diện với tầng linh hồn của dương phàm song chị lại thấy phun ra một từ chiến rồi lại thúc giục phi ưng khổng lồ bay đi nhưng mà áp lực từ không trung đè xuống đó cũng là không hề yếu ớt mà lại càng cường thịnh hơn dược phạm hết sâu một hơi trên người đột nhiên lại ngưng tụ ra một cố chiến ý giống như là muốn phá vỡ mọi trói buộc của thế gian này hào khí trùng thiên nói muốn chiến liền chiến công tử vân vũ tịch tha thiết kéo cánh tay của hắn ở trong mắt lội ra mấy phần bất an và lo lắng vũ tịch cô nương hôm nay ly biệt phút này ta cùng với hắn nhất định là phải có một trận chiến Dư Phạm nhìn ra nhấn trước mặt, mùi hương thoang thoảng cùng với hơi thở thơm mát khiến trong lòng của hắn dâng trào, ý chí cũng đã tăng cường hơn gấp mấy lần, lập tức đẩy toàn bộ áp lực mà vô sông đem đến ra bên ngoài. Công tử, sư tôn đã truyền tin tới đây, ngày mai Vũ Tịch là phải quay về dược tiên cốc. Trong đôi mắt của Vân Vũ Tịch xuất hiện vài hạt nước mùng lùng, buông tay Dương Phạm ra, miễn cưỡng nói. Tương lai còn dài, công tử bào trọng. Từ thủy trí trung, nàng là cũng không có bao giờ ngăn cản dương phạm đi so đấu, thậm chí là cũng không hỏi hắn chiến đấu với người nào. Vũ tịch cô nương xin cũng bảo trọng, sau này có thời gian nhất định là ta sẽ tới dược tiên gốc để gặp nàng. dương phạm như cười như không nói. tuy nhiên lần sau gặp lại, nàng xin đừng gọi ta là công tử nữa. dứt lời hắn liền phi thân bay lên, trên ý toàn thân dâng cao, đạt tới một đỉnh điểm trước nay chưa từng có. dương phạm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm đang lưu chuyển trong cơ thể từng chút từng chút hầm nóng nhiệt huyết mà hắn đã áp chế bao nhiêu lâu này nhìn bóng dáng của Dương Phàm rời đi trong mắt của Vân Vũ Tịch mới hiện lên một tia lo âu sâu kín khẽ nói ta có nên qua đó hay không chỉ sợ lại làm Dương công tử phân tâm ảnh hưởng đến hắn chiến đấu Dương Phạm đạp thanh phong quanh thân một lần một làn tầng vũ khí ngừng tụ ra không ngừng xoay tròn bao phủ thân thể của hắn trong một tầng ánh sáng màu xanh từ xa nhìn lại một đạo quang cầu màu xanh nhỏ xuyên phá hư không sinh ra những tiếng giết chói tai phía trước là một thân ảnh cao ngạo đứng ở trên con ưng khổng lồ đừng đeo bảo kiếm áo trắng như tuyết giống như là kiếm tiền trong truyền thuyết ngắn ngủi hai tháng không gặp tù vị của hắn lại tăng lớn đã đặt chân vào trong cảnh giới trúc cơ kỳ xem ra người đã có thể chiến một trận cùng với ta rồi đột nhiên thân hình của phôi song đã dừng lại một chút để cho ưng bay đi chính là mình lơ lửng giữa không trung không nhờ bất cứ một ngoại vật nào chỉ dựa vào pháp lực bản thân có thể đạp hư không như vậy giữ cho thân thể bay lên đây là một loại cảnh giới như thế nào nghiễm nhiên là hiển lộ một loại năng lực năng lực của tu vi bậc cao tầng khí vụ màu xanh trên người của dương phàm cấp tóc xoay tròn khí thế trong người liên tục tăng cao vô hình chung đã hình thành một cánh tay đè ép không gian xung quanh hắn đương nhiên là sẽ không cho rằng vô song đã bước vào trong tù sĩ bậc cao với cá tính của đối phương nếu như đã tiến vào trong tu sĩ bậc cao thì căn bản là sẽ khinh thường không so đấu với một tu sĩ bậc thấp vô song giờ phút này rất hiểu rõ cảnh giới của hắn có lẽ tu vi cao hơn không nhiều so với dương phàm nhưng mà trên cảnh giới vô song tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm tới đây chiến với ta một trận trong hai mắt của vô song chiến ý giạt rào quang mang màu, màu xanh ở trên thân thể lóe lên liền đập tức biến mất tại chỗ Ngày sau đó, hắn xuất hiện đột ngột trước mặt của Dương Phạm, giống như là phong độn trong truyền thuyết. Trong thời gian ngắn, đã đi tới trước người của Dương Phạm, sau đó vang đến một tiếng ba, một trường nhanh nhẹn rứt khoát xuất hiện. Khi qua giản dị và tự nhiên, cũng là không dính một tia bụi trần, trong mơ hồ có một cỗ khí lãng lóe lên. Thời điểm Dương Phạm xem cuộc chiến lần trước đã từng chứng kiến ngoại thần pháp quỷ dị như vậy của vô song. Giờ phút này, thần lầm kỳ cảnh, vẫn như cũ có một loại cảm giác không kịp phòng ngự ánh mắt ngừng trọng dương phong vung lên một cánh tay tầng khí xoáy màu xanh ngừng tụ đã lâu rồi liền đánh phốc một tiếng trong không khí một trận lai động hai trưởng giao nhau dương phong chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng ác liệt đến mức tận cùng bộ tới ẩn chứa một loại uy năng có thể đánh nát ra kim thiết thành bột ở trong giây phút đó hắn quả thực đã hoài nghi cánh tay này là còn thuộc về mình nữa hay không cả cánh tay tê dần giống như đã mất đi chỉ giác đồng thời Cố lực lực ác liệt không gì địch nổi đó đã xông thẳng tới những bộ vị yếu ớt trong cơ thể của Dương Phàm Tại trong thời khắc nguy hiểm vạn phần đó, sinh mệnh ở trong cơ thể của Dương Phàm đã hóa thành một con rắn rất dài, dẫn đạo cho tận xương vụ mổ xanh này không ngừng đẩy lùi cố lực lượng vô cùng ác liệt kia ra bên ngoài. Nếu như hắn chậm chạp một chút nữa thôi, một cách này đã có thể khiến cho trái tim của Dương Phạm bị dập nát, gần mạch đứt vỡ. Dương Phạm đột nhiên lại thở hắt ra một hơi thoáng chốc một đoàn lực lượng giống như con rắn dài màu xanh thúy đó đã lao mạnh ra đánh thẳng vào khuôn mặt và nửa thân trên của vô sông. toàn lực đó đã dẫn được đạo tuần hoàn ở trong cơ thể một vòng sau đó từ trong miệng phát ra biến hóa như vậy quả thực chính là xuất hổ bất ý thần sắc của vô song biến đổi ngay cả loại thần thông phong độ thuật là cũng không kịp trốn tránh trong thời điểm chỉ bằng treo chuồng nửa thân trên của vô sông lập tức uốn ngược ra đằng sau tạo với thân dưới thành góc 90 độ toàn lực lượng giống như là một con rắn dài Bao hàm một kích đáng sợ đó Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi Cuối cùng là sượt qua người của hắn Vô song còn có thể cảm nhận được ở trên mặt của mình Cảm giác đồng, mát mát Ánh sáng màu xanh chợt lóe Vô song lại biến mất ra khỏi trước mặt của Dương Phạm Xuất hiện ở ngoài mười trường Hắn thản nhiên nói Quả nhiên không tệ Người thiếu một chút nữa là có thể đã thương được ta rồi Mà Dương Phạm sau khi dùng miệng Phát ra một kích đáng sợ đó Thân hình ở trong hư không thoáng lên một cái liên tục lộn mấy vòng ở trên không trung mới đứng vững được thân hình Thành phong kiếm bay vù một tiếng lại xuất hiện ở dưới chân của hắn giờ phút này cảnh giới hai người đã phân ra cao thấp dương phòng không có khả năng không mượn ngoại vật để đứng ở trong hư không thời gian rất dài mà vô xong lại có thể ngao dù khắp chân trời giống như tủ sĩ bậc cao thậm chí hắn là con nắm giữ đủ loại thuật pháp đáng sợ giống như phòng độn thuật khiến cho người ta không khỏi phòng bị dù sao cũng phải nói ít đi một hiệp đấu hai người này vẫn chưa phân thắng bại so với tiền thuật kỳ diệu xuất kỳ bất ý xuất thủ phát động ra công kích ác liệt và đáng sợ vô cùng lập tức khiến cho dương phòng rơi xuống thế hạ phong tuy nhiên dương phòng phản kích lại đoạt lại thiên địa tạo hóa dưới nguy cơ khốn cảnh như vậy không ngờ nghịch chuyển nguy cơ thiếu một chút nữa đã khiến cho vua song thừa nhận một kích trí mạng chỉ mới đúng một hiệp nhưng mà hai người trước sau đều giống như từ quỷ môn quan trở về có thể thấy nguy hiểm mức độ nào hết chương hai người cách nhau đối đầu trong con người hiện lộ ra đủ loại cảm xúc kích thích chờ mong hoa lửa còn có cả một chút hoảng sợ lờ mờ đúng vậy còn có cả sợ hãi trong chiến đấu mà sống chết chỉ cách nhau một chớp mắt cảm xúc của hai người đều hiển lộ ra vô cùng sâu sắc bởi vì căn bản không thể nào che giấu mà khiến cho phân tâm được đây chính là hiển lộ ra cảm xúc chân thật ở sâu trong nội tâm của mỗi người khi đối mặt với tử vong không có bất cứ một người nào có thể chân chính coi nhẹ sinh tử thành bại chỉ trong một tích tắc. Chỉ một lần so đấu, tinh khí thần của hai người tập trung đến mức trước này chưa từng có, cũng là không có bất cứ một chút nào ý tứ giữ lại hay là phân tâm. Nơi này lại không thích hợp làm chiến trường đâu. Dương Phạm Thản Nhiên nhìn thoáng qua rừng trúc thừa thớt dưới chân. Nơi này tuy là một khu vực khá xa kinh đồ, nhưng mà quả thực vẫn còn có một số người đang ở. Trận chiến đối với vô song, hắn là phải dốc toàn bộ lực lượng xuất động, cả những quân bài tẩy dừa chưa lật. Dương Phạm là cũng không có hy vọng người hữu tâm nào biết được thực lực của các vùng thủ đoạn bí mật chân chính của mình dương cầm dương Phạm lại ngự kiếm xoay người hóa thành một thương ảnh mờ ảo giống như là tên rời cung bay về hướng bắc luồng khí màu xanh thúy ở trên người của hắn hình thành một vòng lốc xoáy khiến cho người ta khó có thể dạo xét được chân dung vẻ mặt của vô song lại không một chút nào gợn sóng cũng đã đạp hư không cứ như vậy mà đi theo chỉ là ở trong đôi mắt của hắn có vài phần chờ mong và kích thích trong đồng tử chỉ còn lại một màu ánh sáng xanh thúy lấp lóe. hai người một trước một sau cấp tốc phi hành cảnh vật dưới dưới chân nhanh chóng lùi lại phía sau gió thổi bên tai phát ra những thanh âm vù vù rung động tốc độ càng lúc càng nhanh cứ phút chốc cảnh tượng người dưới chân đã trở nên một mảnh mơ hồ một trăm dặm hai trăm dặm năm trăm dặm càng ngày càng xa rừng vào bình tĩnh giống như nước chấn định tự nhiên tốc độ đã tới một trình độ không thể tưởng tượng tại trong quá trình này pháp lực tiêu hao rất nhanh sự khôi phục sức khỏe biến thái của hắn đã giúp hắn có thể kéo dài được trạng thái phi hành cấp tốc như vậy nếu như đổi lại là tu sĩ trúc cơ kỳ đồng loạt dưới trạng thái như vậy thì phi hành đến hai canh giờ sợ rằng sẽ bị hư thoát nhưng mà dương phạm liên tục phi hành đến nửa ngày mặt không hồng tim không tăng nhập đập mạnh hồ hấp vững vàng cũng là không biết phi hành được bao nhiêu ngàn dặm đến khi màn đêm buông xuống nơi hai người bay tới là một mảnh sa mạc hoang vu không người ở vô song thủy trông đi theo hắn lúc vừa mới bắt đầu vẫn còn lộ ra một chút không kiên nhẫn nhưng mà sau đó khóe miệng của hắn lại khẽ biếu môi trong lòng lại bình thản hắn đi theo phía sơ sau lưng của dương phàm không nhanh không chậm không xa không gần hắn hiểu rằng trận chiến này là quá trình đấu trí đấu dũng đồng dạng cũng là sẽ khảo nghiệm nghị lực cùng với tâm tính của mỗi người mắt thấy phiến sa mạc hoang vù thân hình của dương phàm đột nhiên ngừng lại ở đây đi hai người chậm rãi đáp xuống mặt đất không qua ngọc giản bản đồ thương dương phòng đã biết được nơi này gọi là nhạn nguyệt sa mạc ước chừng báo chung, phương viên ngàn dặm dường như có một môn phái nhỏ bất nhập lưu đang ẩn nấp ở đây chiến trong đôi mắt của vô song thần qua ngừng tụ một thân trắng như tuyết lại ở trên sa mạc có một chút bắt mắt rất lời hắn cách không đánh ra hai quyền không khí quanh thân lập tức tạo nên một tầng sóng gợn trường kính vô hình đã hình thành một mũi nhọn xuyên thấu ở trong hư không ở trong khu vực áp lực lập tức tăng tới đáng kể đường thẳng giữa hai người này ở trên sa mạc đã vù thanh vù tức xuất hiện ở một đạo khe rãnh sâu tới hai thước thẳng tắp một đường không đứt gãy Dương phòng đứng nguyên tại chỗ tầng khí màu xanh thúy quanh thân đã âm âm rung động giống như là nước chảy đánh ra hai trường mơ hồ có vài phần nhẹ nhàng trước người của dương phạm dường như là trống giống sinh ra một trận trường kinh lăng lệ một loại cảm giác cực kỳ khó chịu chuyển tới trong công kích của vô song đã ẩn chứa một mũi nhọn giống như kiếm khí gần như có thể xuyên thấu qua vách núi trong nháy mắt cho dù là tinh khiết ở trước mắt thì cũng chẳng khác gì đậu hũ đột kích bức phá thanh kiếm giống như dung nhập vào bên trong từng ý cảnh bất kể là xuất quyền hay là xuất cước hay là công kích khác nhau đều sẽ ẩn chứa kiếm khí rền vàng dược vọng nhanh chóng lùi lại thân hình nhưng mà chỉ cạnh đánh giả bày thành uy năng của hai trường cách không lực lượng còn lại giống như là chảy tre lập tức nhập vào trong cánh tay khiến cho hắn quyết quyết tâm hết sức đau đớn kinh mạch lập tức vỡ cũng may lực lượng tiên hồng bí quyết đã hóa thành một dòng nước ôn hòa giải lực lượng còn sót lại về phần thương thế vừa nhận được trong thời gian một lần hô hấp đã khôi phục lại hơn phân nửa công kích thứ hai của vô song lại tới nếu như ta cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt ánh mắt của dương phạm nghiêm nghị trong tay của hắn xuất hiện thêm một khối bản trên màu xanh một mạnh hào quang màu xanh hóa thành một tấm bìa đá rộng trừng trượng đón đỡ ở trước người trên bản trên to lớn này là còn ẩn hiện một tầng ký hiệu thần bí ánh vàng lừa mở quét ra khiến cho người khác một loại cảm giác bị cường đại áp bắc hai thanh âm trầm trọng do kim khí giao nhau truyền tới hai đạo trường kinh lăng lệ này không có công mà bắn ngược lại vô song lại lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn một bản trên màu xanh đăng trước người của hắn dương phạm cười lạnh ta là người tu tiên sao lại chiến đấu với xác thịt một võ tu được người tu tiên thiện đường chính là pháp bảo phép thuật và thần thông pháp quyết trong tay của dương phạm biến đổi bản trên màu xanh hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh vù một tiếng đã bay tới đao phụ bao phủ vô song vô song vừa chuẩn bị thi triển ra thần thông phong độn thuật liền phát sắc ra một cỗ trọng áp đang lo to lớn đánh úp tới lập tức khiến cho hắn thi triển ra thất bại mắt thấy bóng ảnh của hắn cùng với bản trên to lớn buông xuống đỉnh đầu nếu như không thể nào né tránh được thì cũng chỉ có thể cứng rắn mà chống lại vô song nâng hai tay lại hồi hợt vung lên một lượt giao chiến tiếp cùng với trung ương của bàn chân màu xanh bàn chân màu xanh bị đánh văng thân hình của vô song tung bay lên mấy trượng dương phòng trở nên kinh ngạc trọng áp ngàn cân của bàn chân khổng lồ dùng tất cả uy thế nện xuống nhưng mà không ngờ lại bị vô song dễ dàng hóa giải toàn thân thoát ra đây chính là lực lượng của võ tu sao từ khi mà giao thủ đến bây giờ dương phòng đã phát hiện ra một chuyện vô song vẫn là chưa sử dụng tâm lực lượng vượt trên hắn một bậc hai lần giao kích ở trước vô song đã sử dụng lực lượng còn thấp hơn lực lượng của dương phàm chỉ có lần này chống đỡ pháp bảo hắn là mới sử dụng ra lực lượng gần bằng với lực lượng của dương phàm quái lạ phong độ thật của ta vừa rồi không ngờ mất đi hiệu lực sao vô song cũng lộ ra một chút ngạc nhiên nhìn bản chân khổng lồ đang xoay tròn ở trong không trung đối với tốc độ cùng với phong độ thuật của hắn cũng đủ để tránh né trước khi mà linh khí của đối phương công kích tới mình nhưng bản chân màu xanh của dương phàm đã ẩn chứa một cỗ trọng lực không gian rất kỳ cục dưới tình huống không kịp phòng bị nên đành phải lựa chọn cứng rắn mà chống đỡ dương phòng lại cảm thấy rất mừng không nghĩ tới bản trên màu xanh này lại có kỳ hiệu như vậy tuy chút suýt chút nữa lại cho vua xong ăn thiệt thòi bàn trên khổng lồ lại bị phóng ra ở trong hư không tạo thành một bóng ma to lớn ánh sáng màu xanh ẩn nấp lập lè sau đó lại giống như một tòa núi nhỏ nện xuống lần này vua song đã sớm có sự phòng bị thân hình của hắn chớp động một cái trước khi ở trong đó trọng lực buông xuống chớp mắt đã hóa thành một kích sau đó đánh về phía của dương phàm trong đôi mắt thâm thúy của vô song lóe ra một chút hàn quang thân hình của hắn giống như là một thanh lợi kiếm phi về phía dương phàm trong tay của hắn một quyền hùng hoàng đánh giả quyền ảnh vừa xuất hàn quang màu bạc ở cánh tay của hắn đã xoay nhanh không thôi thoáng chốc một đạo quang ảnh hình trụ phá không bắn ra mang thêm một cỗ lực lượng khi cho linh hồn kinh hãi tâm thần của dương phàm rung động nếu như là muốn triệu hồi bản chuyên màu xanh về đã không còn khả năng nữa vậy thì hắn lại nâng tay trước khi người lại xuất hiện ra một khối bản chân màu xanh hắn gào lên hào quang màu xanh lấp lánh hình thành một đạo bình phong không thể nào cùng phá Bản chân màu xanh lại dài đến ba triệu bỗng nhiên run rẩy đột nhiên một tia linh khí mờ mịt dao động xuyên quạc đánh trúng vào dương phàm dùng thần thức cảm hộ mơ hồ có thể bắt giữ được một tia kiếm khí màu vàng ở trong đó tiến vào bên trong cơ thể của dương phàm lập tức thân thể của dương phàm lại hơi cứng một chút suýt chút nữa thì rơi xuống từ trên không trung từng ánh sáng màu xanh thúy ở trong đầu lại không ngừng lưu chuyển tiến hành mà sát kịch liệt đối với kiếm khí màu bạc kia dương phong lại dương phong lại khôi phục lại bình thường vẻ mặt kính sợ vừa rồi đúng lúc xuất ra một quyền khối bàn trên màu xanh này đã là cản lại đại bộ phận công kích mới là có thể giúp hắn bảo toàn lực lượng ứng phó một kiếm công kích của linh hồn vô song đứng ở ngoài một trường lại nhìn một khối pháp bảo đồng dạng lại xuất hiện trước mặt của dương phàm mặt lộ ra vẻ dị sắc quang mà màu xanh ở trên người tỏa sáng, hắn biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, có một khối bàn chân khổng lồ ở phía xa, lập tức bao phủ lại nện xuống đúng vị trí mà hắn vừa ở. Tàn ảnh của vua xong bị dập tắt, xuất hiện ở ngoài ba trường, hai trong mắt hơi nhào lại. Đột nhiên, hắn lại phát hiện ra công pháp của dương phàm quỷ dị và siêu phàm, lực lượng vừa mạnh vừa bền. Hơn nữa, trong tay của hắn lại rất nhiều thủ đoạn đa dạng, làm mặc cho cái tên cảnh giới chân lệch kia rất lớn, giống như là một lòng sông so với biển cả, nhưng mà vô song cũng biết rất khó ở trong khoảng thời gian này hắn sẽ lấy được mạng của hắn. Vậy ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vô song lạnh lùng cười, thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch ảnh, nhảy lên trên hướng về phía Dương Phạm. Dương Phạm lại thao túng một khối bàn trên trong đó, ném về phía hắn. Bàn trên khổng lồ, hung hăng chụp tới đúng vị trí đó. Bất thành linh, thân này của vô song phân tán ra làm hai, tránh thoát khỏi cùng kích. Sau đó, phân biệt cùng đánh về hướng Dương Phạm. Ánh mắt của Dương Phong ngừng trọng, không ngờ có thể phân biệt được rõ đâu là thực đâu là giả. Hai vô song đều là có hơi thở giống như đúc, tàn mắt ra kiếm khí lăng lệ, lệ trùng thiên. Nếu đã như vậy, Dương Phong, ta là nhất tâm nhị dụng. Hắn thao đúng một khối bàn trên màu xanh, võ kích một song, một bàn trên màu xanh khác là một chuyện phụ trợ, phòng thủ. Nhưng dị biến lại xảy tới hai vua song ở trong hư không phiêu hốt bất định hơn nữa đều có thể sử dụng phong độ thuật bản trên màu xanh này tuy rằng thế cường đại nhưng mà tốc độ lại là không phải điểm mạnh mắt thấy hai vô song đã bước đến trước người Dương phòng lập tức vùng tay hai khối bản trên màu xanh trắng đồng thời biến mất ở trong không trung không ngờ hắn lại thu lại lôi kỉnh khí trong chớp mắt sau khi bản trên màu xanh đã tan biến hai tay của dương phàm lại thay đổi lần nữa trong con mắt đang ngừng tụ ra một cỗ lục quang y dị từng vòng từng vòng hư ảnh màu xanh giống như là ngợn sóng tàn mắt ra tứ phương tám hướng ngay lập tức một vô song trong đó thân thể cứng đờ trong mắt hiện lên một vẻ kỳ dị còn có một vô song khác thì đùng một tiếng lập tức biến mất trong hư không lục quang yêu dị ở trong mắt của dương phàm cũng là không ngừng tỏa sáng mờ ảo giấy lên một tia ánh sáng vàng màu lục thần bí và quỷ dị đừng có mà nói vòng từng vòng hư ảnh màu lục đó đã dùng mắt thường căn bản không thể nào nhìn thấy được vô thanh vô tức đây đúng là khô tịch thiên lý mà Dương Phạm đã tu luyện đến một đoại giới rất dài. Khô tịch thiên lý, xóa bỏ sinh cơ, bá đạo ngoan độc. Nhưng mà độc chiêu này tu luyện cũng rất khó, cần vận tâm chuyển công pháp, đi ngược chiều. Vô song lại không còn phòng bị tiến vào trong phạm vị độc thuật của khô tịch thiên lý, sinh cơ ở trong cơ thể lập tức bị ăn mòn, xối mòn, cùng với đang nhanh chóng tràn ra bên ngoài thân. Quang mà mộ xanh quanh thân của vô song lóe sáng, thoát ly ra khỏi phạm vi độc thuật, xuất hiện ở bên ngoài mười trường ngay sau đó chỉ thấy mặt của hắn cùng với hai cánh tay của hắn là một mảnh màu xanh nhan sắc lại càng ngày càng đậm mặt của nữ nhân lại trở nên xanh mét và khó coi hết trường. hết tập 40. mươi mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng nhấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tiên hồng lộ